Cái này phải vùi sâu xong là lấy chân dấm dấm lên một tí nhá. Đấy, ngày hôm nay thì các cô là cũng đến hộ ở đây là thưa, hơi bị thưa rồi các bác ạ, đây này. Còn là bây giờ là bắt đầu có công việc để làm rồi. Cái Tài là đang ở tiết dưới kia các bác. Hôm nay thì có mẹ của em Tài này, mẹ của em Lập, mẹ của em... Còn đây là mẹ của bạn là Dương đúng không? Dương là gầy giống như mẹ ấy nhỉ? Mẹ cũng gầy, con cũng gầy quá. À, đây là mẹ của... Xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Cô bác thân mến, hiện tại thì cháu Yển lại tiếp tục có mặt ở nhà của em Quân các bác ạ. Ngày hôm nay thì là một cái tin rất là vui đến với em Quân cũng như là tất cả công các bà. Ngày hôm nay thì bà con lại tiếp tục ra đây để trồng cây dứa của nhà em Quân các bác. Và sáng ngày hôm nay thì cháu cũng có một chút việc bận, thế nên là không có lên trên này sớm được. Hiện tại thì bà con là đã trồng xong cái phần ở dưới này rồi. Hiện tại là các cô là đang trồng sang bên kia rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Yển xin mời tất cả quý ông bà, cô bác là sẽ đồng hành cùng với cả cháu hết cái thước phim này cô bác nha. Cái giống dứa này thì hiện tại là có cô Vũ Thị Nga ở bên Úc là tài trợ cho em Quân. Ở đây này cô bác, giống thì cũng còn khá là nhiều. Đợt này anh Quyền đi lấy ấy, thì là nhiều hơn đợt trước. Đấy thì... Còn về cái hàng rào của nhà em Quân thì hiện tại là đã ở đây cô bác có thể thấy là cũng gần như là xong rồi. Tuy nhiên thì ở phía bên này cô bác là vẫn còn thiếu thép gai này. Tí nữa thì cháu xem, bây giờ thiếu còn ít đấy. Tí nữa cháu sẽ xem là ở trong xã ở trên kia là có hay không. Nếu mà có thì tí nữa sẽ cho em Quân đi lấy về một quận. Sau đó thì... chiều ngày hôm nay cháu sẽ cho chú Phúc hay là cho ai vào đây để làm cho nó xong luôn. Tại vì là vẫn một quận 75m thì chắc là còn thiếu một tí nữa thôi. Chị chào em nha. Đâu về anh Phong? Xin chào cả nhà. Đợt này là bây giờ trời nắng rồi, thế nên là phải vùi sâu hơn cái đợt trước trồng nhá. Đợt trước trồng là có bị chết cây nào không Quân? Nào Quân lại cầm mic nào. Em ơi, cầm mic xong là chào không các bà đây nào. Mũ đâu không đội. Lấy kẹp vào áo trong đi. Con chào không các bà. Lần này là phải vùi sâu hơn một tí nhá. Sáng nay là các cô các bác là đến đây làm từ lúc mấy giờ rồi? 7 giờ ạ. 7 giờ đúng không? Dương ơi, chào công các bà nào em. Con chào công các bà. Lâu lắm không gặp Dương rồi nhỉ? Trước Dương đi làm mà về hồi nào rồi Dương? Em về được à. Em về lâu rồi. À về lâu rồi đúng không? Bây giờ có tính là đi tiếp nữa không? Không biết được. Không biết được à? Đợt trước đi làm có ổn không? Cái này phải vùi sâu xong là lấy chân dấm dấm lên một tí nhá. Đấy, ngày hôm nay thì các cô là cũng đến hộ hộ nhà Quân để trồng dứa cũng rất là đông này các bác. 2 4 6 8 8 người. Ở dưới này thì có bạn Lập này, Tài này, với cả bạn là đang đội mũ ở dưới này nữa. Cái này là cỏ này là sáng nay vừa mới phát thôi đúng không? Tí nữa thì sẽ ở đây, ở dưới này là chưa có, ở dưới này chưa đốt đúng không?
May là đêm qua trời mưa ấy cô bác ạ, à, mưa một trận rất là to thì sáng nay ra đây để trồng ấy, thế là đất là cũng ẩm. Cái này thì khả năng sống cũng rất là cao. Bạn Dương lần sau đi làm phải mặc áo dài vào nhá. Nào đi làm cũng mặc áo cộc thế. Tài là đang ở tiết dưới kia các bác. Hôm nay thì có mẹ của em Tài này, mẹ của em Lập, mẹ của em Dương, phải không? Phải không Quân? Hôm nọ là bố của bạn nào ấy nhỉ? Nói vui vui ấy, nói chuyện vui vui ấy. Bố của bạn nào ấy nhỉ? Dương. Cái hôm mà chồng ở bên này này, chồng ở bên này này có bố bạn nào mà nói chuyện vui vui ấy? Hôm nay chú không xuống à? À. Mấy cái cỏ này nhá, sẽ phát đi hết nhá Quân. Đây này. Xong là lấy con dao về tỉa tỉa bớt cái cành cây này đi. Đợt trước lấy cây giống kia về cô bác thì cây giống của nó là héo hơn một chút, còn lần này thì cái cây giống là vẫn còn tươi tươi, tại vì nếu mà để lâu ấy thì tới này trời rất là nắng. Chúng cháu thì tranh thủ làm thôi. Em Quân thì bây giờ hiện tại là cũng không có nhiều thời gian để ở nhà ấy cô bác. Bây giờ các em là chuẩn bị đi vào ôn thi để chọn lớp, đúng không Quân nhỉ? Thi chọn lớp vậy đúng không? Ừ. Bao giờ đi? Chiều nay đi. Chiều nay đi rồi á? Ừ. Chiều nay, hôm nay là mùng mấy rồi nhỉ? Nay mùng 4. Nay mùng 4. Thế chiều nay đi thì đến bao giờ mới bắt đầu thi? Không có quốc à? Quân có. Không có quốc à? Dùng quốc nhanh hơn ấy. Mấy bạn này lần sau đi làm phải đội mũ vào nhá. Lập này, Dương này, Tài này. Chúng cháu rất là mừng khi mà nhận được những phần quà của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc, vừa giúp Quân là phát triển kinh tế về lâu về dài và vừa tạo được công ăn việc làm cho các cô các bác ở trong làng ấy cô bác, thì cái đấy là một cái điều rất là vui. Cái này sao không vác xuống nhiều nhiều đi Tài ơi, đi vác xuống một hai bó nữa luôn đi. Không à, tí bắt đầu mình để như này xong mới đi đi lại lại cái gai của nó chọc chân đau ấy. Thế Quân tính là ở phần dưới kia thì em sẽ trồng cái gì? Mấy cái thửa kìa. Nếu mà trồng được thì trồng ngô nhá. Tí nữa xem mà giống dứa này nó thừa bao nhiêu ấy thì mình sẽ phải trồng xuống dưới kia nữa. Trồng hết cây giống này đi. Dứa này thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến những cái cây khác. Bây giờ sẽ cho nhà Quân là trồng thử nghiệm trước. Nếu mà đạt hiệu quả với cả năng suất thì sau này là chúng cháu cũng sẽ vận động bà con là trồng nhiều hơn cô bác ạ, để phát triển kinh tế. Tại vì cái cây dứa này thì nó cũng không có quá là phức tạp trong cái quá trình chăm sóc và cũng không phải đầu tư vào nhiều ấy cô bác. Bà Lư sao lắng Quân đắm
văn lê lắm phong mẹ ca tưng chư đám trả nọ. Sao đâu đám đầy lái bất lư liên hệ tạp bóng máu ý ca ma chứ cả. Hả? Thì đấy, bây giờ phải cho nhà quân trồng thử nghiệm xem nếu mà đạt hiệu quả với cả năng suất thì nhà các em cũng bắt đầu là triển khai trồng thôi. Lập là năm nay mới lên lớp 9 nhỉ? Chắc đủ rồi à, bón này nữa là đủ rồi à, chỗ dưới này. Ở dưới kia còn một bón nữa mà. Đây cái bên này này cô bác, cái bên này thì đợt trước là trồng trước ấy, bây giờ là sống rồi. Còn nên làm cỏ rồi ấy, cô bác à, cỏ mọc um tùm rồi. Ở đây thì cảm giác là trồng vẫn hơi thưa cô bác khi mà nó bắt đầu sống rồi. Đợt trước mà chúng cháu sang bên Lào Cai kia người ta trồng dày lắm. Đấy, tí nữa đến xuống bên dưới kia mà đất nó bằng hơn ấy, thì là cháu cũng sẽ bảo cho các cô là trồng dày hơn. Ở đây là thưa, hơi bị thưa rồi cô bác ạ, đây này. Còn là bây giờ là bắt đầu có công việc để làm rồi. Sang bên này là nên làm cỏ rồi. Cái chỗ mà đợt trước trồng trước là nên làm cỏ rồi. Có những cái cây là bật ra như thế này đây. Cỏ rất là tốt luôn các bác ạ. Đấy phần dưới này thì sáng nay các cô là ra sớm ấy, thế nên là lúc là cháu chưa ra đến ấy, thì các cô đã trồng xong hết cái phần dưới này rồi. Hiện tại thì tiếp tục sang bên này. Em thằng tin nó phính bóng mẹ xe lục bác nó thiếu hả? Bác nó thiếu thèm. Này đám cháu mà lông cỡ hàng hàng được. Bạn nào chạy đi về nhà lấy nước ra đây đi. Để cho các cô các bác uống đi. Thưa ba anh chị là một cái niềm vui rất là lớn đến với em Quân cũng như là toàn thể quý ông bà cô bác. Thì lúc nào có công việc gì hay là làm cái gì cũng có mặt đầy đủ của các bạn của Quân. Rất là mừng cô bác ạ. Các cô ở dưới này này cũng bảo là xem nhà Quân trồng như thế nào. Sau này nếu mà đạt hiệu quả với cả năng suất ấy thì các cô cũng sẽ trồng cái giống dứa này cô bác. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Tại vì là các bác có thể thấy ở chỗ mà hiện tại chúng cháu đang ở ấy thì cái đất bỏ hoang là vẫn còn rất là nhiều. Chứ nếu mà như bên Lào Cai ấy cô bác thì những cái quả đồi như thế kia là không bao giờ người ta sẽ để không như thế. Người ta sẽ trồng hết cây dứa vào, không trồng cây dứa thì cũng có rất là nhiều cái loại cây nông nghiệp để phát triển kinh tế khác để người ta trồng. Thế nên là dân ở bên đấy là phát triển hơn rất là nhiều so với bên xín mần của chúng cháu. Mệt lắm à Tài? Hả? Quay vào đây nè, Tài chào công các bà nè. Con chào các bà. Mệt lắm không? Mũ đâu? Đợi mũ vào đi. Đây, đây ạ, bật lên đây ạ. Lần sau đi làm phải đội mũ vào nhá. Làm từ từ thôi. Ở dưới này chắc là đủ rồi giống dứa ấy nhỉ. Nhà em muốn trồng như thế này không? Muốn trồng dứa như thế này không? Hả? Tài. Sau này sẽ trồng nhá. Nhá.
Thưa các bà anh chị, là hiện tại thì về hoàn cảnh của em Tài là cũng được rất là nhiều công các bà quan tâm và động viên đến gia đình của em. Hy vọng là thời gian tới này thì vợ chồng cháu cũng sẽ ghi hình thường xuyên về hoàn cảnh của em để cho công các bà hiểu hơn về hoàn cảnh của em. Hy vọng là gia đình em cũng sẽ có duyên với công các bà, cô bác ạ. Mệt ông Dương? Thanh niên đi làm mà không... Có bạn là không đội mũ, có bạn là không mặc áo dài tay. Buổi sáng ngày hôm nay liệu có xong được không? Hả? À? Liệu xong được không? Chắc xong được. Đội mũ đợi kiểu đấy à chưa? Không, nó rước. Thôi à, cố gắng nhá. Lấy nước đi xuống dưới kia để cho các cô uống đi. Bạn nào mang nước xuống dưới kia đi. Hiện tại thì các cô với cả các em là đang sang bên này để trồng rồi. Ở đầu bên kia thì là trồng xong hết rồi các bác ạ. Còn mấy thửa ở dưới kia thì chúng cháu quyết định là sẽ để lại. Và tới này nếu mà Quân mà có trồng thêm cái gì ấy thì sẽ trồng vào. Còn dùng dứa thì chúng cháu là sẽ trồng ở những cái chỗ mà dốc dốc, không có trồng được cái gì ấy, thì là chúng cháu sẽ trồng cái giống dứa vào đấy. Và hiện tại thì là buổi chiều rồi. Buổi chiều ngày hôm nay thì em Quân là đi xuống trường để làm cái gì mà liên quan đến hồ sơ tới nền nhập học ấy cô bác. Thế nên là em Quân là cũng không có ở nhà. Các cô là vẫn ở đây để trồng cái giống dứa này cho em Quân hết cô bác. Hiện tại thì cái giống dứa là vẫn còn khá là nhiều. Ở giống dứa là ở trong nhà này là vẫn còn khá là nhiều. Không biết là trồng từ trên này đi xuống dưới này không biết là liệu có hết được hay không. Dương với cả Lập ấy thì là đang cầm cái máy phát để phát cái chỗ này cho trồng cái giống dứa ấy cô bác. Còn Tài thì đang trồng ở đây. Vứt xuống trước đi Tài. Tí này để hết cây vào xong xuống lại khó. Đấy, hiện tại thì đến cái phần đất của em Quân đến đâu ấy cô bác thì chúng cháu cũng đã rào hết rồi. Ở bên này là vẫn còn thiếu cái lưới gai này, vẫn còn thiếu một ít. Thì lúc nãy là cháu đi ra xã cũng trở ra đây rồi. Đây cô bác trở ra đây rồi thì sáng ngày mai chú Phúc sẽ sang đây để làm cho nó xong. Sau đó thì chúng cháu sẽ gửi tiền công cho đội của chú Phúc xem là hết tầm khoảng bao nhiêu tiền công. Và những cái mà chúng cháu làm cái hàng rào này xong là đến trồng cây giống dứa thì chúng cháu có trích cái khoản của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc là gửi đến cho vợ chồng cháu để chồng cháu trích ra làm cho em Quân. Đấy thì khi mà xong xuôi hết tất cả mọi cái rồi thì vợ chồng cháu sẽ công khai cái phần đó, cái phần quỹ của cô Vũ Thị Nga là xem hết bao nhiêu và còn lại bao nhiêu tiền. Nếu mà không đủ thì chồng cháu sẽ cho cái khoản của cô Thanh Nguyễn vào bù vào, còn nếu mà đủ rồi thì cái phần cô Khanh Nguyễn thì chúng cháu sẽ hỏi ý kiến của cô xem là xử lý như thế nào. Đấy thì như ở thước phim trước anh Quyền cũng có lên trên này chia sẻ thì hiện tại là về cái công trình của nhà em Quân thì cũng gần như là xong rồi. Khi mà làm xong hết tất cả các công trình thì vợ chồng cháu lâu lâu thì chúng cháu sẽ lên trên này chia sẻ em Quân một lần. Chứ không, chúng cháu chỉ thông báo lên trên kênh là ngừng nhận hỗ trợ chứ không phải là không lên trên này chia sẻ về em Quân nữa. Chính vì thế nên là cháu rất là mong tất cả quý ông bà, cô bác là hiểu cho vợ chồng cháu. Có những cô bác có nói chuyện với cháu bảo là không cho vợ chồng cháu bỏ rơi em Quân. Thì làm sao mà chúng cháu bỏ rơi được cô bác. Chỉ là chúng cháu ngừng nhận hỗ trợ thôi chứ không phải là
thường nhận hỗ trợ là chúng cháu không có lên trên này để chia sẻ về em Quân nữa. Đấy, thì chúng cháu vẫn sẽ lên thôi, lâu lâu chúng cháu lên ghi hình một lần. Đấy, bây giờ đã không có bà hỗ trợ nhiều như thế này thì tất nhiên là chúng cháu sẽ phải lên trên này chia sẻ để xem là em Quân có thay đổi sau khi mà được công các bà hỗ trợ để giúp đỡ được bao nhiêu như thế, thì xem là em có thay đổi gì hay không. Đấy. Nên là công các bà yên tâm, chúng cháu vẫn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với cả các em trong cái quá trình mà các em học tập. Ví dụ như bây giờ, ngay kể cả chúng cháu không có ghi hình nữa, thì khi mà em Quân đi xuống dưới kia học cấp 3 thì chúng cháu vẫn sẽ kèm cặp các em và dạy bảo các em. Như công các bà có bình luận, bây giờ tất cả mọi cái mà hiện tại em Quân đang có thì vẫn là vợ chồng cháu đứng tên. Đến lúc nào mà em Quân đủ 18 tuổi thì vợ chồng cháu mới thay mặt tất cả mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là bàn giao lại tất cả cho em Quân. Đấy, thì vì thế nên là làm sao mà chúng cháu bỏ rơi em Quân được cô bác. Đấy, thì cháu cũng rất là mong sẽ có một ngày nào đấy cháu được ngồi với cả em Quân tâm sự, cũng như là có cả em Tài nữa, em Lợp nữa. Để ngồi với nhau, sau đó thì chúng cháu sẽ nói chuyện với cả các em. Các em thì bây giờ ai cũng đang ở độ tuổi mới lớn, chính vì thế nên là có rất là nhiều cái thử thách trông gai đến với các em. Đấy, thì hứa hẹn với các bác là sẽ có một ngày cháu sẽ ngồi cùng với cả các em tâm sự và chia sẻ lên trên kênh. Hy vọng là các em cũng sẽ nhận ra những cái gì mà chúng cháu cũng như là công các bà luôn luôn góp ý trong cái khoảng thời gian qua là một cái sự đúng đắn và là một cái sự chỉ bảo để cho các em là biết suy nghĩ và thấu hiểu từng ngày cô bác ạ. Mấy bạn này có vẻ như là bạn nào cũng biết cầm cái máy phát rồi đấy nhở, ai cũng biết cầm cái máy phát hết rồi đúng không? Ngày hôm nay thưa các bác anh chị là các cô ra hộ nhà em Quân trồng dứa ấy, thì tí nữa khi mà các cô làm xong hết rồi cháu cũng sẽ có một cái trích cái quỹ của cô Vũ Thị Nga ra, có một cái phần quà nho nhỏ để khích lệ tinh thần các cô sau một ngày làm việc mệt mỏi đến cho các cô. Thì tí nữa sẽ ở phần cuối video cô bác nha. Hy vọng là công các bà sẽ đồng hành cùng với cả cháu hết cái thước phim này để biết là ngày hôm nay các cô sẽ được nhận những phần quà như thế nào. Thưa bác anh chị, đây là lá giảo của lam hay còn gọi là cỏ trường sinh, ngũ diệp sâm cô bác. Hiện tại thì vợ chồng cháu lại tiếp tục có cái mặt hàng lá giảo của lam. Cái cây này thì hoàn toàn là mọc ở trong rừng tự nhiên cô bác nhá, chứ không phải là trồng hay là như thế nào đâu ạ. Và lá giảo của lam thì có 3 loại, một loại là 3 lá, một loại 5 lá và một loại là 7 lá. Cái loại hiện tại là vợ chồng cháu đang có là loại 5 lá cô bác ạ. Cái lá giảo của lam này thì có công dụng như sau: đặc trị về bệnh tiểu đường, mỡ máu, men gan, và đặc biệt là những cô bác mà bị huyết áp cao thì dùng cái lá giảo của lam này để đun sắc uống thay nước hàng ngày cực kỳ là tốt. Và cái lá giảo của lam này là rất là dễ dùng cô bác ạ. Các bác chỉ cần đun lên uống thôi, nó có vị hơi đắng một chút. Và khi mà các bác dùng cái lá giảo của lam này thì các bác lưu ý giúp cháu là những cô bác mà bị huyết áp thấp là không dùng được. Và các bác uống thay nước lọc hàng ngày, tuy nhiên thì tránh lúc đói và trước khi đi ngủ uống. Các bác uống nhiều thì giúp dễ ngủ, nhưng mà trước khi đi ngủ là không nên uống cô bác nhé. Và trên tay cháu đây là tiếp tục có một thêm mặt hàng mới, đó là cây lá mắt gan cô bác. Cây mắt gan này thì chuyên dùng cho các cô bác mà bị bệnh lý về gan, ví dụ như nóng gan, men gan cao, mỡ gan, và đặc biệt là các bác bị các bệnh như là viêm gan C, viêm gan B và viêm gan A thì các bác có thể là dùng cái lá mắt gan nhà cháu. Cái lá mắt gan này thì chỉ có trong 3 tháng hè này thôi cô bác ạ. Đấy, thì các bác tranh thủ cái này thì không phải kiêng cứ cái gì cả. Khi mà các bác dùng cái lá mắt gan nhà cháu, các bác dùng cho trẻ nhỏ từ 1 tuổi đến 100 tuổi, ai cũng đều dùng được cô bác nhá. Trên tay cháu đây là tiếp tục một cái sản phẩm nữa, đó là cái cây thuốc ngứa cô bác. Cái cây thuốc ngứa này thì ngày trước là anh A Hải
bị và dùng đã khỏi. Hiện tại thì cái cây thuốc ngứa này được rất là nhiều cô bác đang dùng. Thì cái cây thuốc ngứa nhà cháu là dùng được cho rất là nhiều kiểu ngứa khác nhau các bác nhé. Ví dụ như các bác mà bị ngứa do các bệnh lý về gan hoặc là do cơ địa của từng người thì các bác dùng cái cây thuốc ngứa này cho nhà cháu. Thì cháu đảm bảo với cô bác, ai mà hợp thuốc thì dùng 1 tháng khỏi, ai mà cơ địa mà không có hợp thuốc thì dùng 2 đến 3 tháng là các bác sẽ khỏi, giống như bây giờ hiện tại anh A Hải cô bác. Các bác mua hàng liên hệ với vợ chồng cháu qua số điện thoại là 0369 944 064, số điện thoại cháu có ghim ở trên màn hình ạ. Cháu cảm ơn cô bác. Thưa các bác anh chị, là hiện tại thì các cô là đã hộ nhà em Quân trồng cái giống dứa xong rồi. Hiện tại thì cây giống dứa là vẫn còn dư một ít này. Đấy thì ngày mai hoặc là hôm nào mà em Quân có thời gian ở nhà ấy, thì chúng cháu đi lên trên này sẽ bảo cho em Quân là trồng tiếp xuống cái phần mà ở dưới này này cô bác. Cái chỗ mà gốc cái cây dứa này hôm nay thì chưa phát được ấy. Tại vì bây giờ cái cây giống còn thừa thì tới này là chúng cháu sẽ cho em Quân là trồng hết xuống dưới này nữa. Đấy, hiện tại thì cây giống là đã trồng xong rồi. Và ở dưới này có những cái bậc thang ở dưới kia thì chúng cháu sẽ để lại cho em Quân để tới này là có thể là trồng cây ăn quả khác hoặc là trồng bất kỳ một cái gì vào. Nào bây giờ đi vào đây đi. Đi vào đây. Tài, Lập, Dương, Quân. Bạn kia tên là gì nhỉ? Chỉ cứ không nhớ là Hiếu đúng không? Bây giờ mẹ là không hát được nên là các em phải hát tặng công các bà một bài nhá. đi vào đây xếp hàng nào nhanh lên. Tối rồi. Không hát được cái gì mà không hát được. Ai cũng được đi học, không phải là ai không được đi học. Chiến còn hát được, nói gì các em không hát được đúng không? Nào, ra đây đi. Trêu vậy thôi. Chứ bây giờ là cũng khá là muộn rồi, các cô thì cũng làm xong hết rồi cô bác. Ngày hôm nay thì các cô trồng xong rồi thì cháu cũng trích cái quỹ của cô Vũ Thị Nga để trả tiền công cho các cô. Đấy thì vẫn như trước là mỗi một ngày thì chúng cháu thuê các cô là 250.000 thì không có ăn uống. Và ngày hôm nay cháu cũng có trích cái phần quà của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc ra để mua cho các cô. Mỗi nhà là một chai dầu ăn này, một gói mì chính với lại là một gói muối. Đấy thì chi tiết chi tiêu đi bao nhiêu thì cháu sẽ ghim ở đầu thước phim. Rất là mong tất cả quý ông bà cô bác là theo dõi cho cháu ở bên đấy. Ngày hôm nay thì ra đây hộ nhà Quân là có 5 hộ đúng không? Đấy, ngày hôm nay là ra hộ nhà Quân là có 5 hộ đúng không? Nhà Dương này, Hiếu này, Lập này, Tài này, xong là đúng rồi. Bảo phong miệng và Yến này ồ, phong miệng và Yến này. Các cô là xấu hổ. Hả? Hai mau, mam ạ. Yêu, áo trên lo hằng à, ma đẹp. Đấy. Hôm nay là có 5 hộ ấy, thì là cháu cũng gói vào đây đấy cô bác. Cái này ấy thì cháu mua, đây trong mỗi suất quà là có một chai dầu ăn này, với lại một gói mì chính và một gói muối. Đấy thì mỗi hộ là sẽ được một túi như này. Nào, bây giờ là đầu tiên là sẽ cho mẹ của bạn Tài trước đúng không? Ở đây là mẹ bạn Tài đúng không? Đây, cháu gửi cô nhá. Còn đây là mẹ của bạn là Dương đúng không? Dương là gầy giống như mẹ ấy nhỉ? Mẹ cũng gầy, con cũng gầy quá. À, đây là mẹ của Lộc đúng không? Đây, cháu gửi cô. Cháu cảm ơn các cô nhá. Đây Hiếu à, đứng ra đây gần cô nào, còn mấy bạn này không có quà đâu nhá. Đây là của bạn Hiếu này. Còn đây là của chị nhá, để em gửi. Đấy, hôm nay là em cảm ơn các chị với cả các cô rất là nhiều. Ra đây hộ Quân hiện tại thì trồng hết cây giống dứa rồi. Đấy, hôm nay là các cô là trồng xong hết rồi thì cháu cũng gửi tiền công cho các cô luôn. Mỗi người là 250 một ngày. Hôm nay các cô là làm cả ngày rồi cô bác ạ. Đấy, và trồng được rất là nhiều ở bên này này, sau đó thì cả cái quả đồi sang bên kia nữa là trồng xong hết rồi. Không biết là tiền lẻ của cháu là có đủ không. Đấy, bây giờ sẽ cho em gửi chị trước nhá. Đây của chị là 250.000. Vâng. Còn nhà bạn Tài
mẹ đưa cho chị đưa cho mẹ luôn nhá. Tức là cả hai mẹ con một ngày là được 500 nghìn đấy nhá. Cháu gửi cô nhá. Đây là mẹ của bạn Dương đúng không? Dương ơi, chị gửi cho mẹ luôn nhá. Đây, đây là 500 đấy. Cả hai mẹ con hôm nay là ra cả ngày ấy cô bác. cháu gửi cô. Đây là 250. Đây là mẹ của bạn Lâm ấy nhỉ? Lâm ơi đây. Đây, chị gửi em nhá, 250 này. Đây là của Hiếu. À đúng rồi, em là một buổi nhỉ? Một buổi là được 125.000, cái gì mà 150. Khó cái lông mấy rồi em. Đây chị gửi em nhá. Thôi cố gắng nhá, còn con là không có công nhá, hôm nay con không có công nhá. Đấy, đây là phần quà của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc là có gửi đến cho em Quân. Thì hiện tại là cái giống dứa là chúng cháu cũng đã mua vào đây và đủ hết rồi cô bác ạ. Hôm nay là đã trồng xong hết rồi, còn một ít nữa thôi. Thì hôm nào cháu sẽ cho em Quân là trồng tiếp ở dưới kia. Ngày hôm nay ấy, thì là cũng có các cô đến đây để hộ em Quân. Hiện tại là trồng xong hết rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì chắc là các cô sẽ về nhà tự nấu cơm ăn thôi. Đấy, ở đây là nhà Quân là chưa có thức ăn gì ấy, thế nên là các cô thông cảm nhá. Cháu cảm ơn các cô rất là nhiều. Gia hộ Quân thì các cô ai cũng rất là nhiệt tình. Đấy thì nào bây giờ là các mẹ là không biết cảm ơn thì các em là sẽ phải thay mẹ cảm ơn đến cô Vũ Thị Nga nhá. Nào bây giờ là đầu tiên là Hiếu trước nào. Con cảm ơn cô Vũ Thị Nga. Rồi. Hôm nay nhận được quà vui không? Có. Rồi. Nào, Dương. Con cảm ơn bà Vũ Thị Nga, bà đã gửi rất nhiều phần quà cho bọn con. Con cảm ơn bà rất là nhiều. Rồi. Con cảm ơn bà Vũ Thị Nga, con rất vui khi nhận được phần quà của bà. Con chúc quà luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với gia đình. Rồi. Nào, bây giờ con là người nhận được nhiều quà nhất đây. Con cảm ơn bác Vũ Thị Nga rất là nhiều. Bác đã gửi tiền cho con để con mua giống dứa và gửi tiền về thuê bố mẹ của Tài Lập ra trồng dứa hộ con. Con chúc cô có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn cho cuộc sống ạ. Rồi, nào đến Tài. Tài phải nói to nhá. Không rồi chị đứng gần chị không nghe thấy đấy. Cô Vũ Thị Nga rất là nhiều. Cô đã gửi những phần quà hết sức là to lớn đến với chúng con ạ. Con chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và gia đình. Rồi. Đấy thì cháu cũng xin được thay mặt cho gia đình của các em là cảm ơn đến cô Vũ Thị Nga ở bên Úc và gia đình cô rất là nhiều. Cháu chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì công việc cũng đã gần như là xong hết rồi. Đấy, hiện tại thì còn cái hàng rào là còn một chút nữa thôi. Đến ngày mai khi mà chú Phúc bắt đầu vào đây để hoàn thiện xong hết thì đến lúc đấy là cháu sẽ tổng kết chi tiêu xem là cái quỹ của cô hiện tại là còn ở chỗ vợ chồng cháu là bao nhiêu. Và sau khi mà xong hết tất cả mọi cái công trình của nhà em Quân rồi thì vẫn còn một khoản nữa, đó là phần quà của cô Thương Lê ở Đà Nẵng. Ngày trước là cô có gửi đến cho vợ chồng cháu là 20 triệu. Cái khoản tiền này thì cô bảo là cho vợ chồng cháu là gửi tiết kiệm cho em Quân để sau này khi mà em lớn lên em muốn làm một cái gì đấy thì sẽ có một cái nguồn vốn để em làm. Và hiện tại thì chúng cháu đang đợi xong hết cái công trình thì chúng cháu sẽ dồn hết tất cả các cái quỹ mà các cô có gửi đến hiện tại vợ chồng cháu đang cầm. Xem là còn bao nhiêu thì chúng cháu sẽ đem gửi hết tiết kiệm cho em Quân. Và sau này em lớn lên thì em sẽ dùng đến ấy cô bác. Đấy thì một lần nữa cháu cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác rất là nhiều. Còn bây giờ chắc là cháu cũng xin phép là kết thúc cái nội dung thuyết phim ở đây. Xin cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ. Nào bây giờ các em chào công các bà nào, xong là con chị chào công các bà. Con chào công các bà. Con chào công các bà. Con chào công các bà. Cháu Hiển xin chào các bác. Con